công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy tính Hà Nội Lab, đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối laptop từ thị trường Mỹ về Việt Nam. Hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động, Hà Nội Lab luôn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu các sản phẩm laptop mới, cấu hình khủng, được nhiều báo công nghệ quan tâm review và được các thành viên diễn đàn lớn tin tưởng lựa chọn. Hai chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Lab luôn mang tới các sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hà Nội Lab còn là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ xây dựng cấu hình và đặt laptop từ website các nhà sản xuất lớn từ Mỹ như Dell, Lenovo, HP, Razer, Microsoft. Tiếp nối uy tín đó, Hà Nội Lab đã phát triển thương hiệu mới USA Order với 4 lĩnh vực hoạt động chính: đặt mua hàng hóa từ Mỹ, vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam, hỗ trợ nhập khẩu doanh nghiệp, thông quan hàng khó tại Việt Nam. Đối với Hà Nội Lab, bạn sẽ được tự tay khui thùng, tự bóc niêm phong các sản phẩm laptop chất lượng từ thị trường Mỹ về Việt Nam. Tất cả các sản phẩm laptop tại Hà Nội Lab đều được trang bị Windows bản quyền. Hà Nội Lab luôn tự hào mang tới cho khách hàng sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, cung cấp đầy đủ giấy tờ hải quan, invoice mua hàng, packing list từ Mỹ. Hà Nội Lab sẽ giúp khách giải quyết những cản trở, lo ngại thường gặp khi mua laptop tại Việt Nam. Đầu tiên, đó chính lo ngại về xuất xứ, đảm bảo nguyên bản về sản phẩm. Hà Nội Lab sẽ giúp quý khách hàng check sản phẩm trên website nhà xuất với số CI number, so sánh ở các vị trí, ngoài bao bì, giữa đầy máy, trong iOS và trên website phải hoàn toàn trùng khớp. Dịch vụ sau bán hàng luôn được Hà Nội Lab coi trọng với phương châm đánh giá chất lượng bảo hành không phải qua số lượng nhân viên hỗ trợ mà là qua thời gian xử lý bảo hành cho khách. Hỗ trợ đổi mới cho 15 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà xuất. Bồi thường ngay 300 đô nếu phát hiện loại hàng bán ra không đúng như cam kết ban đầu. Hà Nội Lab luôn thông báo cho khách hàng rõ loại hàng bán ra và hướng dẫn khách hàng nhận biết để đảm bảo chi phí bỏ ra xứng đáng với sản phẩm nhận về. Và giờ, chúng ta sẽ cùng xem một số chia sẻ thực tế từ các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn laptop tại Hà Nội Lab. What do you think about the Hà Nội Lab service? It is very nice service and also we look forward for your support in future also. Thank you. Thank you very much. What do you think about the product from Hà Nội Lab and service? Service is very good, yeah. Okay. I actually took grade and you upgraded it and yeah, and I'm here to collect it now, so yeah, perfect. We will give you a lifetime support in software. Yeah. Thì mình cũng thấy là mọi thông tin ở trên website nó rõ ràng rồi, mọi người review các cái rất là có tâm. Mình chỉ thích thế thôi. Cảm ơn. Bạn bè giới thiệu. Thấy thôi. Mọi người đánh giá Hà Nội Lab rất là tốt. Có một là qua diễn đàn, hai là ông anh ông bảo nên chỉ ở bên Hà Nội Lab. Em hỏi cái bạn trên tầng 5 là mua lab ở đâu thì bạn đấy chỉ là sang đây mà mua. Tầng 5 chỗ bạn ở gì? Hay là tòa nhà này? À không, bạn ở nhà em thì là đấy bảo ở đây cũng được. Đó là người quen mua rồi xong bảo qua mua. Ngầm cứu 20 phút qua lấy luôn. Cái khui ra rồi, chưa khui thì tin tưởng không quan trọng. Quan trọng là thứ hàng của Hà Nội Lab bán cho người ta được. À, chứ không? Thế thì quý quan em bảo hành với nhau bằng những thông tin. Vâng, không nhất thiết là thế này thế kia. Bọn em thì có nó sao nói vậy, nên là hàng nào nó ra hàng đấy, bán rõ ràng. Máy bên chỗ anh nó bền quá, tôi bắt đền. Chị con. Máy bền quá bắt đền. Năm nào cũng năm nào cũng vệ sinh trước mùa nóng. Trong một máy. Thế là lúc chú mua là 5 năm nó mới học, pin yếu, 7 năm nó chết pin. 5 năm pin yếu. Pin thì thường thế cũng là tuổi thọ cũng cao đấy. Dell 3900. Chú mua lúc đấy ở phố Vọng khoảng năm bao nhiêu chú nhỉ? Chục năm rồi. Chục năm rồi. Lâu rồi. Lúc ở phố Vọng. Mà bây giờ vẫn chạy. Vẫn đang dùng, chưa học. Vâng. Chỉ có thay pin hai lần. Pin với bàn phím là những cái yếu tố đấy là. Bàn phím cũng không hỏng. Thế mà lạ. Đấy, không hỏng thì nào. Sướng. Đó.
dòng này cũng là dòng bền thế này chú này. Vâng. Có khó khăn. Thế là chú lần này chú là xem lại thông tin chú có sai bên cháu không mà? Không, tôi giới thiệu bao nhiêu người. À. Tôi cứ quảng cáo. Máy quả nó qua. Cảm ơn chú.